Hai xin chào các bác, chào cả mọi người đây này. Em lại view tiếp cho các bác mấy cái mẫu điều hòa mày lại lên tiếp được các bác nhá. Đây này. Vừa nãy giờ tiết dọn xong thì giờ tiết lại phát điện nữa các bác. Đây, đều là máy 9000 chức năng. Eco Lavilalo. Lia các bác nhá, Eco Lavilalo. Máy 9000, con này sản xuất 2012 này. Rồi. 2012 này, con này sản xuất bao nhiêu? Con này sản xuất cũng 2012 này. Máy 9000, hàng tính năng có Ecolavi mấy cái hàng lia tức là tự động vệ sinh dọn dàn đấy các bạn đây này ba con này giống y xì với nhau thì thợ đang kết lại phát nữa các bạn với cái giá cực kỳ là êm các bác nhá với cái giá hôm nay này em em bán tất cả em phân phối tất cả cho tất cả các bác ở khắp mọi miền tổ quốc em bán tại nhà em với giá máy 9.000 hàng lia đều sản xuất 2011 2012 con này 2012 này con 2011 này các bác nhá với giá là 5 triệu các bạn 5 triệu em bán 5 triệu em tặng thêm dây dây điện nữa luôn các bác nhá 5 triệu tặng thêm cho bác 3 mét dây điện máy 9.000 giá chỉ có 5 triệu trong đó là bao gồm là điều khiển giá treo này điều khiển giá treo này đấy dây điện này 3 mét này bọn này là hàng máy 9.000 dụng phòng 12 13 mét vuông đổ về thì với giá cực kỳ hợp lý giá chỉ có 5 triệu thôi các bác nhá được tặng dây điện nữa thì các bác biết thì nó rẻ lên cỡ như nào rồi đấy anh em hiện tại còn ba con thì em bán nốt bán nốt cho các bác các bác cần thì inbox trực tiếp điện thoại zalo của em là 096 151912 các 12 nhá đấy mấy hàng tính năng ba Solic hàng lia nói là số một không 11 với giá chỉ có 5 triệu thôi lại còn được tặng cả 3 mét dây điện các bác nhá đấy ok tất cả các bác nhá các bác cần ủng hộ cho em hôm nay em có ba mẫu thì em bán nốt bán nốt còn sang những mẫu khác các bác nhá Ok các bác, cảm ơn các bác. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhé.